Triết Lý Vàng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn đến với bài chia sẻ 5 con đường rút lui khi xế chiều để tuổi già thảnh thơi và hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, khi về già, có người sống những tháng năm vui vẻ, có người lại u uất muộn phiền. Về già cũng là lúc chỉ còn lại khoảng thời gian cuối cùng trong đời người. Bạn đã có con đường rút lui tốt đẹp cho mình hay chưa? Sau đây là 5 gợi ý giúp bạn luôn thảnh thơi khi ở tuổi xế chiều. 5 con đường rút lui cực khôn ngoan khi vào tuổi xế chiều. Con đường thứ nhất, có một thân thể khỏe mạnh. Điều này quan trọng nhất, bất kể có tiền hay không. Khi một người có thân thể khỏe mạnh, thì đã có những năm tuổi già hạnh phúc. Có một thân thể khỏe mạnh sẽ không gây thêm phiền phức cho con cháu. Có một thân thể khỏe mạnh sẽ không đem tiền tặng cho bệnh viện. Khi bạn nằm trên giường bệnh thì bạn sẽ chẳng còn sợ gì nữa. Lúc đó ai cũng sợ bạn. Bạn bè sợ bạn mượn tiền. Cha mẹ sợ bạn chữa trị không khỏi. Bạn đời sợ bạn khiến họ mệt mỏi. Bác sĩ sợ bạn không đủ viện phí, thường đối chiếu tiền còn dư để dừng thuốc. Đến lúc đó, nóng nảy và ngạo nghễ đều đã biến mất. Có một thân thể khỏe mạnh thì bản thân mới có niềm vui. Thế nên bất kể lúc nào, có thân thể khỏe mạnh mới là con đường lui tốt đẹp nhất của đời người. Khi bạn có tuổi, càng cần chú ý. Cái gì cũng của người khác, chỉ thân thể mới là của mình. Đó là cái mình phải đem đi. Ở trong nhà không bằng ra ngoài hoạt động. Bình thường cần chú ý những thông tin mà thân thể biểu lộ. Đối với thân thể, nhất định phải chăm chút định kỳ, kiểm tra sức khỏe, chớ tự làm khó mình. Cần xem lại tất cả, tâm tĩnh lại rồi thì bệnh tật sẽ tránh xa. Con đường thứ hai, đó chính là bên mình có người dìu bước. Đó chính là người chung gối, là bạn đời. Có tuổi rồi, có bạn đời bầu bạn mới là điều hạnh phúc. Dân gian thường nói, con cháu đầy nhà cười ha hả, chẳng bằng một người bạn già bên thân. Hay như câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Đây không phải là thứ tình cảm oanh liệt hoành tráng, mà đó chính là người bạn đời, bạn đạo, cùng cho chuyện bình thản nhẹ nhàng. Điều đó mới khiến trái tim cảm thấy được yêu thương và ấm áp. Có người bạn đời biết yêu, biết thương, cùng hành quân nơi chiến trường Đông Bắc, đó mới là con đường tốt nhất. Nhưng cũng chớ vội buồn nếu người bạn đời đã sớm rời xa. Cuộc sống còn có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nếu có lòng, bạn nhất định sẽ tìm ra người bạn tâm giao tri kỷ của mình. Con đường thứ ba, cuộc sống cần có quy luật. Con người có tuổi nhất định phải sống có quy luật. Nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi cần phải có thời gian của mình. Bởi vì các linh kiện trên thân thể của mình đều đã lão hóa, chẳng thể chịu nổi sức tàn phá bất quy luật, chẳng thể chịu nổi sức tàn phá của thời gian. Ăn uống không được chè chén thỏa thê, chưa nhất định cần ngủ. Kết giao bạn bè cũng rất quan trọng. Người có tuổi cũng nên có nhóm của mình, chớ khép kín mình. Nhưng kết giao nhất định phải cẩn thận, hãy tránh xa người hay cuồng ngôn. Chớ kết giao với người có lòng dạ hẹp hòi, nên tìm người tuổi tác tương đồng, cơ ngộ tương tự, có cùng niềm vui sở thích để cùng sẻ chia, có thể giúp nhau giải bớt buồn phiền. Như vậy niềm vui cũng được coi là tạm đủ. Con đường rút lui thứ tư, đó chính là có một khoản tiền dự phòng cho bản thân mình. Việc này rất quan trọng. Chớ dại đem hết tiền cho con cháu. Nếu xảy ra bất chắc gì thì đã có đủ tiền xử lý. Khi có việc cần dùng đến tiền, tự mình lấy ra, không phải ngửa tay xin con cháu bạn bè. Có tiền ra ngoài đáng tiêu thì tiêu, đi du lịch một chuyến, mua một bộ quần áo đẹp. Khi tâm tình vui vẻ thì mới cảm thấy được mình đã không bị cô phụ bao nhiêu năm tháng qua. Và con đường rút lui cuối cùng, đó chính là con đường thứ năm, một trái tim vui vẻ. Con cháu đều bận rộn, chúng ta chớ làm phiền chúng. Chúng ta nghỉ hưu rồi, nhất định phải tìm niềm vui của riêng mình. Tuổi tác này là quý báu nhất, do đó cần hưởng thụ cuộc sống, hát ca nhảy múa, du lịch dạo chơi thăm thú, xem còn có những phong cảnh đẹp nào mà mình chưa xem. Nếu điều kiện cho phép thì hãy đi thực hiện. Nhất định cần trân quý quãng thời gian cuối cùng. Nước mắt ai người đấy lau, chẳng ai có thể khóc thay mình được. Sao cứ phải làm vui lòng người khác, chỉ bằng sống cho mình vui vẻ.
khiến cuộc sống cực khổ thành những ý thơ, khiến thế giới bạc tình thành thâm tình. Như thế mới là người có bản lĩnh. Ban đầu chúng ta đến với thế giới này vì buộc phải đến. Cuối cùng chúng ta rời khỏi thế gian này cũng vì buộc phải đi. Quá trình giữa buộc phải đến và đi này, thì chúng ta lại có thể tự lựa chọn sống theo cái tâm của mình. Đời người quả thật chẳng dễ dàng. Đắng cay khổ cực vui buồn hợp tan. Chúng ta vẫn cứ phải sống tiếp và sống tốt. Hãy học cách chăm sóc và yêu quý bản thân mình nhiều hơn nữa bạn nhé. Cách sống khác nhau, kết quả sẽ khác nhau. Nếu cuộc sống của bạn lấy tiền làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất khổ cực. Nếu cuộc sống của bạn lấy phụ nữ làm trung tâm, thì bạn sống sẽ rất mệt mỏi. Còn nếu cuộc sống của bạn lấy ái tình làm trung tâm, thì bạn sống sẽ rất đau thương. Nếu cuộc sống của bạn lấy leo cao làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất phiền muộn. Nếu cuộc sống của bạn lấy khoan dung làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất hạnh phúc. Nếu cuộc sống của bạn lấy chi túc làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất vui vẻ. Nếu cuộc sống của bạn lấy cảm ơn làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất thiện lương. Quý vị và các bạn thân 10 chân lý quan trọng nhất đời người. Sống không biết điều này thì khác gì kẻ mù đi trong đêm. Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, cuộc sống chúng ta được ví như một ly trà. Bất luận ly trà ấy vơi hay đầy, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt, thì nó cũng có một dư vị riêng không lẫn vào đâu. Con người chúng ta cũng vậy, không ai giống ai. Mỗi người lại có một lối sống riêng, một đam mê, một mong muốn riêng cho cuộc sống của mình. Kỳ thực cuộc sống này đơn giản hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, nhưng chính chúng ta lại biến nó thành một mớ bòng bong, để rồi cứ mãi đi tìm kiếm câu trả lời cho sự thanh thản về sau. Nếu có thể, hãy dành chút ít thời gian để tĩnh tâm và suy nghĩ 10 chân lý dưới đây. Bởi khi hiểu thấu được những lý lẽ này, chẳng phải tìm đâu xa, rất có thể bạn đang tiến rất gần đến cái gọi là hạnh phúc. 10 chân lý quan trọng nhất đời người. Thứ nhất, tâm bệnh lớn nhất đời người là ích kỷ. Sự ích kỷ thực sự mang đến nhiều phiền toái cho bạn, là một thứ tâm bệnh nan y. Cái mỏi mệt của thể xác, sự già nua của bản thân không hề đáng sợ như cái bệnh trong tâm kia. Ích kỷ khiến tấm lòng mãi nhỏ hẹp. Tâm không rộng thì không thể dung chứa được người khác. Không dung chứa được người khác thì ắt là cũng không thể thành tựu sự nghiệp trong đời. Người xưa nói rằng, biển rộng là vì biết thu nạp nước ở muôn sông. Núi cao chính là vì không chê đất bồi. Người độ lượng khoáng đạt bao giờ cũng dung nạp được nhiều tấm lòng trong thiên hạ. Thứ hai, kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình. Nhắc đến kẻ thù, người ta vội nhìn ra xung quanh, dò xét những người lân cận. Ai là kẻ thù của ta nhỉ? Nhưng có một điều rất ít người biết. Kẻ thù lớn nhất chẳng ở đâu xa, mà chính là ở bản thân họ. Kẻ thù ở bên ngoài thì dễ phòng bị, kẻ thù trong tâm ta thì chắc dễ nhận ra. Con người có phần thiện và phần ác đồng thời tồn tại, kiềm chế chi phối hành động. Chẳng mấy ai nhận ra những ham muốn, dục vọng, oán hận, tham lam của cá nhân lại chính là kẻ thù của họ. Vì nó sẽ dẫn người ta đến cái dốc của sự băng hoại đạo đức, dẫn người ta lệch sang những điều tà. Thứ ba, mỹ đức lớn nhất đời người là từ bi. Có dung mạo đẹp hay thật nhiều của cải tài năng, hẳn là điều con người ta mong muốn. Nhưng những thứ đó không làm nên mỹ đức một con người. Lòng từ bi mới là điều làm nên phẩm chất đích thực của con người. Dù không có tài cán, sống đời nghèo khổ, người ta cũng luôn phải giữ được sự từ bi, tấm lòng thiện lương với người khác. Thứ tư, dũng khí lớn nhất đời người là nhận sai. Theo nghĩa thông thường, nhiều người sẽ hiểu dũng khí tức là tay đấm chân đá, đọ sức một phen tranh tài cao thấp, hoặc khua môi múa mép tranh cãi đôi co, đấu nhau khẩu khí. Kỳ thực đó chỉ là cái dũng của kẻ thất phu hoặc của phường tiểu nhân A Dua. Dũng khí lớn nhất của người ta chính là tự nhận ra được sai lầm của bản thân mình, biết hối hận, phản tình, dám đứng trước mặt nhiều người thừa nhận sai lầm.
Cái giúp ấy không phải ai cũng làm được. Vì thừa nhận sai lầm là một việc có thể ảnh hưởng tới danh tiếng, liêm sỉ của người ta, khiến ta phải đối diện với nguy cơ bị bêu rếu, gièm pha, khinh ghét. Nhưng vượt qua được những mặc cảm đó, thẳng thắn nhận lỗi, tìm cách sửa sai, mới chính là phong thái của người đứng đắn, chính trực. Thứ năm, tu dưỡng lớn nhất đời người là khoan dung, tha thứ. Có thể bạn được nghe những câu như thế này: anh ta, cô ấy, quả là một người tu dưỡng tốt. Vậy tu dưỡng lớn nhất của đời người là gì? Đó chính là sự khoan dung tha thứ. Người có tu dưỡng đức hạnh thì luôn nghiêm khắc với chính mình và lấy lòng khoan dung để ứng xử với mọi người. Dù người khác có đối đãi với mình tốt hay không, ta đều có thể bao dung độ lượng họ, lấy nhân nghĩa cảm hóa họ. Bao dung khoan thứ chính là tài sản lớn nhất của đời người. Thứ sáu, phiền não lớn nhất đời người là dục vọng ham muốn. Đời là bề khổ. Đúng, nhưng sở dĩ người ta phải chịu khổ đau cũng chính là tự mình gây ra. Dục vọng ham muốn về tiền tài, sắc đẹp, thức ngon vật lạ, quyền lực địa vị, rất mau chóng sẽ dẫn người ta đến gần với phiền não và thống khổ hơn. Không đạt được những thứ gì thì đương nhiên là sẽ thống khổ. Nhưng kể cả khi đạt được rồi, người ta vẫn lo lắng phiền não, hoặc lo giữ trăm phương nghìn kế để ôm giữ, bảo toàn của cải quyền lực, hoặc là lòng tham không đáy, có một lại muốn hai. Thế nào thì người ta cũng đều bị dục vọng ấy hành hạ cả đời. Thứ bảy, thu hoạch lớn nhất đời người là biết đủ, biết hài lòng. Ai cũng đều muốn bản thân mình có được tiền bạc, nhà cửa, công thành danh toại, sống thoải mái ở đời. Nhưng biết đủ, biết thỏa mãn mới là thu hoạch lớn nhất đời người. Người không biết đủ, dù sống trong nhung lụa vẫn cứ thấy thiếu thốn, ngồi trên đống vàng mà lòng bứt rứt không nguôi. Không biết đủ, họ nhìn đâu cũng thấy thiếu. Trái lại, người biết hài lòng, biết dừng lại, dù phải chịu cảnh nghèo khó, vẫn luôn mỉm cười. Dù ăn rau, ngủ đất, vẫn vui như sống ở giữa hoàng cung. Vậy mới thấy, cái tâm kia thực sự quyết định vận mệnh và hạnh phúc của người ta đến chừng nào. Thứ tám, đau thương lớn nhất đời người là vô tri. Mất đi người thân không phải là nỗi đau lớn nhất. Thậm chí cái chết cũng không đau đớn như người ta vẫn tưởng. Đau thương lớn nhất chính là sống giữa cuộc đời mà không hiểu lý lẽ, không nhìn được chân tướng thế gian, không nhìn rõ người, thậm chí không tự nhìn nhận được chính mình. Đó chính là vô tri. Không tiền bạc, địa vị, của cải, quyền lực, bạn vẫn có thể sống đàng hoàng ở đẳng cấp của mình. Nhưng người vô tri thì khác gì kẻ mù đi trong đêm. Dẫu có đốt đuốc soi đường thì nào tìm được chân lý. Thứ 9, thất bại lớn nhất đời người là ngạo mạn. Ngạo mạn là một thói quen của kẻ mạnh. Nhưng ngày nay, kẻ yếu cũng có kiểu ngạo mạn của riêng mình. Tự cao tự đại, không biết khiêm nhường, coi người bằng nửa con mắt, khoác lác khoanh hoang, đều là thói tính của kẻ tiểu nhân, kẻ không làm được việc lớn. Người quân tử thì khoan hòa, khiêm tốn, biết tiến, biết lùi, hàm dưỡng đức độ, đi đến đâu cũng chiếm được trái tim, sự tin tưởng của mọi người. Thứ 10, niềm vui lớn nhất đời người là tu hành. Con người thường tìm kiếm niềm vui ở những thứ bên ngoài. Thực sự cũng có nhiều thứ nhỏ nhoi khiến họ cảm thấy được an ủi. Ví như nghe được một câu khen ngợi, đạt được một lợi ích nhỏ bé nào đó, được đi du lịch, có được chút tiền. Nhưng đó thực ra chỉ là những niềm vui thoáng chốc, dễ dàng tan biến, chỉ nháy mắt là vụt qua biến mất. Niềm vui lớn nhất của đời người chính là an lạc trong tu hành. Người tu hành hiểu rõ được đạo trời, biết buông xả những dục vọng, vì thế mà có đời sống tinh thần viên mãn. Khi cả xã hội nhân loại quay cuồng trong dục vọng, khi đạo đức thế gian đang dần tụt dốc,
người tu hành vẫn giữ vững được mình, lại có thể phổ độ chúng sinh, mang đến lợi ích cho muôn người khác. Xin gửi tới quý độc giả bài thơ Khi mùa đông tới của tác giả Vĩnh Nam. Lập đông trưa để rơi tìm chỗ ngủ, say giấc nồng vùi quên tháng ngày trôi. Khi đời người vừa chạm ngưỡng 70, là xem như đông đã về tới cổng. Thất thập rồi cứ an yên mà sống, chẳng gì bằng tự bảo trọng bản thân, chăm chút hơn đến sức khỏe tinh thần. Không cần phải phân vân điều chi nữa, bước chậm thôi để khỏi lo trượt ngã, nhai kỹ vào kẻo nghẹn lúc dùng cơm. Hãy bớt đi lo lắng chuyện bao đồng, và học cách tập để buông bạn nhé. Chớ áp lực gánh gồng ba thế hệ, cả một đời cày cuốc hãy nghỉ ngơi. Khi các con các cháu lớn khôn rồi, cứ để chúng tự bơi ra biển lớn. Bệnh tật có bùa vây xung quanh bạn, chấp nhận và nhìn thẳng sự thật thôi. Chuyện tử sinh hiện hữu ở trên đời là rất đỗi bình thường không thể khác. Đời bốn mùa xoay vần như cánh hạc, theo mệnh trời thuận quy luật tự nhiên. Sẽ tuyệt hơn khi có một khoản tiền đủ lo được cho mình khi xế bóng, giúp con cái với một phần gánh nặng phải chăm lo cha mẹ lúc về già. Khoản tiền này ta tự kiếm cho ta, để tùy thích làm những gì ta muốn. Hãy tìm đến một niềm vui tín ngưỡng, và tìm thêm bạn lớn để tâm tình, mở lòng mà hướng tới thiện duyên, phóng tầm mắt ngắm trời yên biển lặng, lấp đầy tim bằng tình yêu cuộc sống, để lòng luôn thật ấm lúc đông về. Nhân sinh kẻ đến người đi, hồng trần muôn dặm trả vay thế này. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với Triết Lý Vàng. Thưa quý vị và các bạn, Đức Phật nói rằng 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này. Tất cả chúng sinh đều tuân theo vòng sinh tử luân hồi lục đạo. Cuộc đời là một hành trình trả vay, nên hãy bồi đắp lòng biết ơn mỗi ngày. Lấy ơn một giọt, báo ơn một dòng. Bất kể là giây phút hay cả đời, chỉ cần gặp nhau thì hãy thật lòng mà đối đãi. Còn lại mọi chuyện cứ theo ý trời. Mong rằng tất cả chúng ta hãy biết ơn tất cả những lần gặp gỡ trong cuộc đời, biết cách trân trọng tất cả những người xung quanh, để lòng biết ơn phát huy đến tận cùng. Chúng ta sẽ cảm nhận cuộc đời có hoa nở trong tim và tỏa hương thơm ngát. Nhân sinh kẻ đến người đi, hồng trần muôn dặm trả vay thế này. Ở kiếp trước, chúng ta sẽ luôn gặp một số người sẽ ban ơn cho chúng ta hoặc nợ chúng ta một điều gì đó. Trong cuộc đời này, dù có làm gì đi chăng nữa, thì cũng phải đền ơn đáp nghĩa, trả nợ ân nặng tình sâu. Quả thật, mối quan hệ giữa con người với con người rất bí ẩn, đều do nghiệp lực lôi kéo, đều có sự sắp đặt của riêng mình. Mọi thứ đều là một vòng tuần hoàn nhân quả. Những người xuất hiện ở kiếp này đều gắn bó chặt chẽ với chúng ta ở kiếp trước. Tất cả những cuộc gặp gỡ đều là duyên nợ, tái ngộ sau một thời gian dài vắng bóng. Đức Phật Ngài cũng giảng rằng, số con gặp ai thì đó đều là người cần xuất hiện trong sinh mệnh của con, tuyệt đối không phải là điều ngẫu nhiên. Họ nhất định sẽ dạy cho con một vài điều nào đó. Bất kể bạn gặp ai, họ vẫn là người định mệnh xuất hiện trong cuộc đời bạn. Những người yêu thương bạn, mang đến cho bạn sự ấm áp và hy vọng. Những người ghét bạn, khiến bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Những người yêu thích bạn, khiến bạn hiểu được tình yêu và sự tôn trọng. Những người bạn không thích, dạy bạn cách bao dung và ân cần. Mọi cuộc gặp gỡ đều đáng để ta ghi lòng tạc dạ. Vì thế, chúng ta nên có lòng biết ơn và mong muốn báo đáp xuyên suốt hành trình cuộc đời. Nên nhận ơn một giọt, báo ơn một dòng, làm phương thức hồi đáp, hòa nhập từng chút một vào cuộc đời. Nhân sinh tại thế, mỗi người đều tiến về phía trước trong sự cho đi. Cha mẹ cho bạn cuộc sống và nuôi nấng bạn trưởng thành. Người bạn đời mang đến cho bạn mái ấm gia đình,
và đồng hành cùng bạn qua những thăng trầm của cuộc sống. Con cái mang lại cho bạn sự viên mãn và tăng thêm niềm hạnh phúc trong cuộc sống của bạn. Bạn bè làm phong phú và sưởi ấm cho cuộc sống của bạn. Mỗi một cuộc gặp gỡ trên đời đều là một món quà của Thượng Đế, và chính là do duyên số nên chúng ta mới gặp được nhau. Và như thế, trong cuộc đời cũng sẽ có người đồng hành cùng bạn trong một cuộc hành trình. Có người sẽ là quý nhân giúp đỡ bạn, có người đem lại trải nghiệm cho bạn cuộc sống thêm sắc màu phong phú, có người sẽ là trở thành minh sư, là ánh dương soi đường trên con đường đời mà bạn bước đi. Mỗi người đều là ân nhân giúp ta thành công hơn mỗi ngày, cho nên chúng ta phải biết ơn họ và báo đáp ân tình đó. Cuộc đời sẽ tiến về phía trước trước khi chúng ta biết cho đi. Khi cho đi, chúng ta sẽ cảm nhận được sự ung dung, vui vẻ trong từng sải bước đầy nội lực. Cổ nhân có câu: tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Dù ân huệ nhỏ như giọt nước thôi, cũng không thể xem nhẹ. Người biết cảm ơn, coi ân nghĩa đó như một dòng suối, dòng sông. Bởi một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cho nên, hãy lấy chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng, làm tôn chỉ của cuộc sống. Coi cuộc sống là một hành trình trả ơn. Chỉ có kịp thời báo ơn mới có thể tích lũy được phúc phận, góp nhặt công đức cho chính mình, để mỗi nơi ta đến, hoa bồ đề đều nở rộ, tỏa ngát hương thơm. Người thân máu mủ ruột rà đã vì chúng ta mà bỏ công sức một cách vô tư, không chút toan tính, nên ta phải chăm sóc cho họ bằng cả tấm lòng, nâng niu nuôi dưỡng báo hiếu thật tốt cho họ, chính là cách để giữ gìn phúc báu của chính chúng ta. Bạn bè bằng hữu mang lại cho ta sự ấm áp, chúng ta không chỉ khắc ghi trong sâu thẳm tâm trí, mà còn phải dùng hành động để hồi đáp ân tình của họ. Tuyệt đối không nên dừng lại ở câu nói cảm ơn suông, mang tính xã giao, vô vị, nhạt nhẽo. Hành động càng thực tế, càng chứng tỏ thành ý của chúng ta. Lòng biết ơn chính là sự tiếp nối của tình bạn. Giúp đỡ là sự củng cố thêm chất keo dính cho tình bạn thêm bền chặt hơn. Gửi than trong tuyết, sự giúp đỡ trong lúc khó khăn có thể tăng thêm tình bạn nhiều hơn là thêu hoa trên gấm. Sự giúp đỡ trong hoàn cảnh tuyệt vọng càng gây xúc động lòng người. Người biết cảm ơn bề trên, biết ơn đấng sinh thành, biết ơn vạn vật là người thấu hiểu đạo lý của tự nhiên, đạo lý làm người. Người như vậy biết trân quý sinh mệnh, sống phù hợp với đạo là người trí tuệ, nên cuộc đời của người ấy tự nhiên cũng thông thuận may mắn. Đó cũng chính là phúc báo của lòng biết ơn. Nhân sinh là một hành trình trả vay, cuộc đời là một quá trình trả nợ. Nhận được sự ấm áp phải báo đáp bằng sự chân thành, nhận được sự giúp đỡ phải ra tay cứu giúp, có được sự ủng hộ phải tiếp tục duy trì, nhận được sự chỉ bảo phải luôn khắc ghi trong lòng, có được sự đồng hành cần sát cánh cùng nhau. Nhận được bao nhiêu, trả lại bấy nhiêu, thậm chí là nhiều hơn. Không trốn tránh, không thiếu nợ. Vậy mới có thể đảm bảo rằng những thứ có được không mất đi, những gì có được vẫn ở bên cạnh mình. Bởi lẽ trên đời, chẳng ai mãi quen với việc cứ cho đi mà chẳng bao giờ được nhận lại. Nhân sinh tại thế có lẽ chỉ có cha mẹ đẻ ra mình, hoặc làm từ thiện công quả bố thí. Khi đó con người ta mới có cái tâm mà người xưa thường nói là cho đi, không cầu báo đáp. Còn như phàm ở đời, hầu hết đại đa số chúng ta có lẽ đều đúng với câu mà dân gian thường nói, đó là có đi có lại mới toại lòng nhau. Quả thật nếu cứ mãi cho đi mà chẳng bao giờ nhận được lại chút gì, thậm chí là vô cùng nhỏ bé, ít ỏi, thì chắc một trái tim dù có nhiệt tình đến mức nào cũng sẽ trở nên nguội lạnh. Khi cái lạnh bên trong đóng băng trái tim, tiếng gọi hối thúc có dồn dập đến đâu cũng không thể đánh thức lại được quá khứ. Sự chân tình cũng không vượt qua được những gì đã trải qua, và thực tế không thể thay đổi được quá khứ. Cho dù bạn than thở thế nào,
làm thế nào để giữ chặt nó trong cánh cửa của ký ức. Đây cũng vẫn sẽ là một món nợ bạn phải trả cho sai lầm ban đầu. Tiền bạc, của cải, danh lợi, địa vị mất đi, có thể thông qua sự nỗ lực để lấy lại. Nhưng trái tim tan vỡ, chỉ còn sự thờ ơ, giá lạnh, làm sao có thể gắn lại. Trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng có một đoạn trích như sau: kẻ làm quan thì gia nghiệp điêu tàn, người giàu sang thì bạc vàng tiêu tán, người có ân thì trong chỗ chết còn có đường sống, kẻ bạc tình thì báo ứng phân minh, kẻ nợ mạng thì phải trả mạng, người nợ nước mắt thì nước mắt cạn khô. Đoạn trích này có lẽ làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống nhân sinh giữa hồng trần sao lại toàn thất bại, đau đớn, khổ sở đến vậy. Nhưng kỳ thực, thông điệp đoạn trích này muốn truyền tải cho chúng ta biết rằng mỗi người đến với thế gian này là để trả nợ cho tiền kiếp. Gieo thiện lương sẽ thu về sự ấm áp, gieo điều ác thì tự chuốc họa vào thân. Đạo trời đất công bằng, lấy đủ bù khuyết, lấy nhiều lấp ít, lấy đầy bù vơi, đều ban cho mỗi người đều không được cả. Người vẻ vang thường phải vượt qua con nước dữ, người thành công luôn phải leo vách đá treo leo. Nào có con đường nào bằng phẳng cho tất cả mọi người. Trong bữa tiệc của cuộc đời, tham ăn sẽ bị nghẹn, ăn nhiều sẽ tức bụng, chê bai trong lòng luôn không yên. Chẳng ai có thể hời được thứ gì của ai. Luôn đặt đạo đức lên đầu, dĩ hòa vi quý, lấy lòng biết ơn báo đáp làm trách nhiệm. Làm được điều này thì cả một đời bình an. Làm người chỉ mong có nhân nghĩa, đạo đức, làm việc chỉ cầu không hối hận trong tâm. Không nhất định phải thật giàu có, nhưng phải có sự tĩnh lặng và bình an trong lòng. Nhân sinh ở đời không ai hoàn hảo cả. Con người đều là nhân vô thập toàn, không ai là hoàn thiện hoàn mỹ cả. Người xưa nói, bậc trí giả nghĩ ngàn điều tất cũng có một điều sai, người ngu đần tính ngàn điều tất cũng có một điều đúng. Một người thông minh, tài trí cũng khó tránh khỏi sai sót. Kẻ ngu đần nên suy nghĩ cẩn thận, chu đáo, tất cũng có thể có được ý kiến hữu ích. Cho nên ở đời, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Nhưng nói như vậy, không phải để ta phóng túng cách hành động, để rồi nghĩ rằng xin lỗi là được. Mặc dù biết lỗi nhận sai là điều đáng quý, tuy nhiên có những lỗi lầm không đơn giản chỉ có thể xin lỗi là xong. Cho nên lúc nào cũng phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đối nhân xử thế, để tránh phạm phải những sai lầm đáng tiếc xảy ra, và rồi không thể vãn hồi được. Mỗi cuộc trả vay dù lớn nhỏ đều có cái giá của nó, nhưng dù thế nào cũng nhất định phải trả, bởi vì ta đang bù đắp cho khoảng trống trong cuộc đời, đổ đầy những kẽ hở trong sinh mệnh, để cho hào quang của tâm hồn thêm lấp lánh thanh khiết. Mọi thứ trên đời rồi sẽ mất đi, chỉ có hào quang của tâm hồn là vĩnh cửu. Nhân sinh một cuộc trả vay, người khác cho ta thứ gì không thể thản nhiên nhận lấy. Họ không có nghĩa vụ như vậy. Hãy xem đó là ân huệ, phải đáp trả kịp thời và tương xứng. Nếu không trả, đến lúc nợ chất thành núi, không có cách nào hoàn trả, thì những thứ từng có cũng bỗng hóa thành hư không. Những gì đã đạt được cũng tan thành mây khói. Bởi lẽ cuộc đời là một hành trình trả vay, nên hãy bồi đắp lòng biết ơn mỗi ngày. Lấy ơn một giọt, báo ơn một dòng. Bất kể là giây phút hay cả đời, chỉ cần gặp nhau thì hãy thật lòng mà đối đãi. Còn lại mọi chuyện cứ theo ý trời. Trong suốt quãng đời còn lại, mong rằng chúng ta hãy biết ơn tất cả những lần gặp gỡ trong cuộc đời, biết cách trân trọng tất cả những người xung quanh, để lòng biết ơn phát huy đến tận cùng. Chúng ta sẽ cảm nhận cuộc đời có hoa nở trong tim và tỏa hương thơm ngát, sửa soạn tâm tư để đón nhận cuộc sống vô thường của tuổi già. Kính chào quý vị đang theo dõi Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, con người ta khi sinh ra, có ai không thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử?
cây cối đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, xanh tốt sum suê trong mùa hè, lá héo vàng vào mùa thu. Đến mùa đông thì lá vàng rơi rụng, chỉ còn trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái chu kỳ sinh trụ hoại diệt cứ tiếp nối nhau, không ngừng nghỉ. Đời người cũng vậy, là một bể trầm luân, cõi thế gian đầy những ưu tư phiền não. Vừa mới sinh ra cất tiếng khóc chào đời, rồi lớn lên bước vào đời với bao nhiêu mộng đẹp. Thoắt một cái, mái tóc đã điểm xương, mắt đã mờ, lưng đã mỏi, hai chân đã chậm chạp. Rồi cuối cùng là hai tay buông xuôi, đi vào lòng đất, bỏ lại trên thế gian tất cả những thứ mà cả đời phải bôn ba vất vả mới làm ra được. Ở tuổi xế chiều, bạn nhất định phải sửa soạn cho mình một tâm hồn thật đẹp để đón nhận cuộc sống vô thường. Hãy cùng Triết Lý Vàng lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Sửa soạn tâm tư để đón nhận cuộc sống vô thường của tuổi già. Đời người như giấc mộng, thế mà con người ta khi còn sức khỏe thì mải mê kiếm tiền, lo củng cố địa vị, danh vọng, không có thì giờ để hưởng đời đúng nghĩa. Cũng ít ai sửa soạn tâm tư để đón nhận những cái vô thường của tuổi già. Đến khi mái tóc đã điểm xương, da đã nhăn, mắt đã mờ, chân đã chậm, thì mới giật mình, rồi buồn phiền, thất vọng, nuối tiếc. Khi đó bao nhiêu tiền của cũng trở thành vô dụng. Ăn uống thì phải kiêng thứ này, cứ thứ kia, vì đường lên cao, cholesterol lên cao. Ăn đồ cứng không được, vì hàm răng cái rụng, cái lung lay. Đi chơi xa thì không dám, vì sức khỏe kém, đầu gối đau nhức. Nghe nhạc xem phim cũng không được, vì tai đã nghẽn ngáng, mắt đã kèm nhèm. Người Việt Nam mình vốn cần kiệm chăm làm, chắt bóp, để có của ăn của để. Làm việc thì liên miên quên cả cuối tuần, bất kể ngày lễ hay ngày Tết. Làm thì nhiều, mà ít dám vui chơi hưởng thụ như người châu Mỹ. Suốt đời cặm cụi, nhịn ăn, nhịn mặc, để dành, mua cái nhà cái cửa, để một mai khi chết thì để lại cho con cháu. Sống như vậy quả là thiệt thòi. Người xưa đã nói, một năm được mấy tháng xuân, một đời phòng được mấy lần vinh hoa. Và chẳng ăn chẳng mặc chẳng chơi, bò bò giữ lấy của trời làm chi. 70 chống gậy ra đi, than thân rằng thuở đương thì chẳng chơi. Con người có tham vọng, có nhu cầu nên mới bon chen. Suốt đời cứ miệt mài lo kiếm những thứ vô thường mà quên mất chữ nhàn. Những thứ vô thường này là nguyên nhân đưa đến lo âu, căng thẳng, mất ăn, mất ngủ. Và nếu kéo dài có thể đưa đến bệnh tâm thần. Ông cả ngồi trên sập vàng, cả ăn cả mặc lại càng cả lo. Ông bếp ngồi cạnh đống cho, ít ăn ít mặc ít lo ít làm. Đời người sống mấy gang tay, hơi đầu cặm cụi cả ngày lẫn đêm. Người xưa tuổi thọ kém, ngay tới vua chúa cũng chỉ sống tới khoảng 50 tuổi. Tới 60 tuổi đã ăn mừng lục tuần thượng thọ, còn tới 70 tuổi thì thực là hiếm hoi. Bởi vậy mới có câu nhân sinh thất thập cổ la hy, tức là người ta có mấy ai mà sống được tới 70. Ngày nay nhờ khoa học tiến bộ, con người được sống trong điều kiện vật chất vệ sinh và thoải mái hơn. Những phát minh của ngành y dược đã giúp nhân loại vượt qua được các bệnh hiểm nghèo mà người xưa kêu là bệnh nan y, như bệnh lao, bệnh phong cùi, bệnh xuyễn. Ngày nay người ta sống tới 80, 90 tuổi, không phải là ít. Tuy nhiên sống lâu chưa phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời, biết tận hưởng cuộc sống. Muốn vậy thì cần phải giữ cho thân tâm được an lạc. Tâm thân an lạc là biết vui với những cái trong tầm tay của mình, chấp nhận những điều mình không thể nào tránh khỏi, sống hòa hợp vui vẻ với mọi người xung quanh, không chấp nhất, tị hiềm. Lớn tuổi thì không làm ra tiền, nhưng cũng may, ở những nước tân tiến đều có khoản tiền trợ cấp cho người già, để có thể tự lực mà không cần nhờ cậy vào con cháu.
các cụ già nên mừng vì sang được xứ này, thay vì ấm ức với số tiền quá khiêm nhượng, không thể tiêu pha rộng rãi như bạn bè. Già thì phải chịu đau nhức, mắt mờ, chân chậm, đừng nên than thân trách phận, cau có, gắt gỏng. Đã không làm được gì hơn, mà còn tạo sự áy náy, thương cảm cho những người xung quanh. Ở đời mỗi người một cảnh, vui với cảnh của mình, không suy bì, thèm muốn, ganh ghét với những người xung quanh. Biết đủ thì đủ. Người ta bảo trên 60 tuổi, mỗi ngày sống là một phần thưởng cho thêm của Thượng Đế. Vậy thì hãy nên vui vẻ, tận hưởng những ân sủng mà không phải ai cũng có được. Đời sống của mình vui tươi hay buồn thảm là tùy thuộc vào thái độ của mình đối với cuộc sống. Muốn vui vẻ thì tâm đừng vướng bận, tâm rộng lượng sung túc, đó là tài phú thực sự của đời người. Còn sống ngày nào thì ngày ấy chính là phúc khí. Đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho hôm nay và ngày mai, chứ đừng sống để nuối tiếc những việc đã qua. Một đời kỳ thực cũng không cần nhiều thứ cho lắm. Chỉ cần có sức khỏe và chân thành yêu thương mọi người, thì đó vẫn được coi là một cuộc đời giàu có. Người với người, gặp được nhau là có nhân duyên. Tâm với tâm, cần được giao lưu chia sẻ. Giữa tình yêu thương và tình yêu thương, chính là một loại cảm tình. Giữa tình cảm với tình cảm, chính là một loại thật lòng thật dạ. Giữa sai lầm tội lỗi với sai lầm, thì cần sự tha thứ. Giữa người với người, hãy trao cho nhau tình yêu thương. Hãy vui vẻ với việc giúp đỡ người khác. Bởi vì khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, trên tay bạn sẽ còn lưu lại hương thơm. Thế gian thì quá rộng lớn, mà lòng người thì lại quá phức tạp. Sao có thể tránh khỏi kẻ tiểu nhân? Cõi hồng trần rất thâm sâu, sao ta có thể tránh khỏi chuyện phiền lòng? Chỉ cần nghĩ đơn giản đi, mọi chuyện ắt tự xuôi theo dòng nước. Hãy trân quý những người đang bên cạnh bạn, bởi không dễ dàng để tìm ra một người sẵn sàng lắng nghe bạn chia sẻ. Người mà bạn không cần tranh giành, không cần đấu khí, tranh hơn thua, vui vẻ trò chuyện cùng bạn. Ngồi ngẫm chuyện đời cho tâm thanh thản, cho lòng thảnh thơi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Triết Lý Vàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.